tình yêu không? Hôm nay mình không có gì yêu mà em lên trên bàn nhân thân mình. Xuống dưới đó không? Ok, cảm ơn nghe rất nhiều. Nếu như mà xuống phía dưới đó thì chắc là Nhi sẽ phải chọn một ca khúc thiệt là máu lửa rồi. Và hy vọng là ca khúc này mọi người sẽ biết và hát cùng với Nhi thật lớn nếu có thể nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với cái đường mang tên đến đây để phục vụ tất cả các vị anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một ngày gần nhất nhé.